Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi liệu Seoul có thể gửi vũ khí cho Ukraine để đáp trả việc Triều Tiên hỗ trợ Nga hay không, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Se-yoon cho biết mọi kịch bản có thể xảy ra đều đang được xem xét. Ông Cho tuyên bố Hàn Quốc sẽ theo dõi mức độ tham gia của quân đội Triều Tiên tại Nga và những gì Bình Nhưỡng nhận được từ Moscow. Trước đó hôm 31 tháng 10, Mỹ nghi ngờ rằng quân đội Triều Tiên ở khu vực Kursk của Nga sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine trong những ngày tới. Washington cho biết có 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga. Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ phi sát thương cho Ukraine, bao gồm cả thiết bị ra phá bom mìn, nhưng cho đến nay vẫn chưa đồng ý với đề nghị của Kiev về việc cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, ông Cho nói rằng Hàn Quốc đang xem xét mọi kịch bản có thể xảy ra, cân nhắc mọi yếu tố trước khi đưa ra quyết định cụ thể. Hôm 30 tháng 10, một quan chức Hàn Quốc nói rằng Nga có thể hỗ trợ Triều Tiên về công nghệ quân sự và dân sự, vệ tinh và năng lực tên lửa của đạn đạo liên lục địa để đổi lấy sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến. Trước đó, Hàn Quốc khẳng định họ sẽ không điều quân nhân tới chiến đấu ở Ukraine, nhưng cân nhắc đưa giám sát viên tới để theo dõi các động thái tiềm tàng của Triều Tiên. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước. Trước đó, Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin này và Nga khẳng định họ có thể tự chủ trong việc sản xuất quân sự cho chiến dịch ở Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sun-hui cho biết nước này sẽ đồng hành cùng với Nga cho tới khi Moscow giành được chiến thắng ở Ukraine. Ngày 1 tháng 11, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly tuyên bố Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn đài Radio Canada, Ngoại trưởng Joly nhấn mạnh, lập trường của Canada là chúng ta nên cho phép người Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Bà cho hay, Canada sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm này trong những cuộc trao đổi với các đồng minh và sẽ trình bày các lập luận củng cố lập trường của Ottawa. Hồi giữa tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng. Một trong những điểm chính của kế hoạch này là gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với những cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không chỉ thảo luận về khả năng cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công Moscow, mà còn đang cân nhắc xem có nên trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo sự can dự trực tiếp của các nước phương Tây sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Moscow sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa chống lại nước Nga. Trong diễn biến liên quan khác, cùng ngày 1 tháng 11, Na Uy đã công bố kế hoạch phân bổ kinh phí để mua vũ khí và phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu F-16 để hỗ trợ Ukraine. Trong chuyến thăm Odessa hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram đã công bố kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev. Kế hoạch là công tác bảo trì phi đội F-16. Theo Military, Na Uy dự kiến sẽ cung cấp 118,8 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho những kế hoạch này thông qua cơ chế Jamstar. Cùng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Gram đã ký một thỏa thuận khác với người đồng cấp Ukraine, Rustem Umerov, trong đó cho phép cung cấp vũ khí cho Kiev từ bên ngoài kho dự trữ hiện có của Oslo. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết cải thiện dịch vụ y tế của Ukraine, đặc biệt là trong hoạt động điều trị hồi phục cho các thương binh, bệnh binh. Thông báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy được đưa ra ngay trước khi 6 chiến đấu cơ F-16 được bàn giao cho Ukraine, sớm hơn so với dự kiến ban đầu là cuối năm 2024. Theo kế hoạch, đến cuối mùa thu năm nay, chính phủ Na Uy phải trình Quốc hội toàn bộ thông tin liên quan đến gói hỗ trợ tài chính mới dành cho Ukraine. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, thông tin này sẽ tạo điều kiện để Kiev tăng cường năng lực phòng không. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những người mô tả ông là bạn của Nga là bệnh hoạn và tuyên bố những hành động của ông liên quan đến đường ống Nord Stream 2 cho thấy ông không thân thiện với Nga. Ông Trump nói, tôi đã loại bỏ đường ống Nord Stream 2, không ai có thể loại bỏ nó ngoài tôi. Ngày 1 tháng 11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng
Phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đường ống dẫn khí Nord Stream chỉ là lời hùng biện cho cuộc đua bầu cử. Ông Peskov nói rằng đường ống Nord Stream 2 bị rò rỉ vào năm 2022, có hai đường ống nên về mặt vật lý, đường ống còn lại vẫn có thể tiếp tục vận chuyển khí đốt. Ông Peskov cho biết tập đoàn Gazprom sẵn sàng khởi động lại nguồn cung ngay lập tức nếu Đức đồng ý mua khí đốt của Nga. Ông Peskov nói thêm, một tuyến của Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn và sẵn sàng để khởi động bất cứ lúc nào như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trước đó. Do đó, rất khó để đoán được ý của ông Trump. Có lẽ, những tuyên bố được đưa ra trong lúc cuộc đua bầu cử đang diễn ra căng thẳng. Theo Reuters, Nord Stream 2 được xây dựng để tăng nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Liên minh châu Âu EU. Đường ống có công suất tiềm năng là 55 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm với chi phí 11 tỷ đô la Mỹ. Dự án được khởi xướng theo yêu cầu của chính phủ Đức do cựu thủ tướng Angela Merkel đứng đầu. Dự án đã hoàn thành toàn bộ và sẵn sàng ra mắt vào năm 2021 cho Đức và EU chứng nhận. Chính quyền ông Trump khi đó đặc biệt chỉ trích dự án này và đã áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2019. Một số hạn chế sau đó đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden gỡ bỏ vì cho rằng chúng phản tác dụng đối với quan hệ châu Âu. Hồi tháng 2 năm 2022, vài ngày trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đình chỉ việc chứng nhận đường ống. Vào tháng 9 năm đó, một vụ nổ xảy ra tại đường ống và gây rò rỉ. Tại cuộc họp diễn ra ở Crimea nhằm bàn thảo các vấn đề của ngành đóng tàu, cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev cho biết Mỹ và các đồng minh NATO đang xem xét khả năng thay đổi chế độ đi lại thông qua các eo biển thuộc Biển Đen, vốn được thiết lập theo Công ước Montreal. Ông Patrushev cho rằng tập thể phương Tây đang ấp ủ kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đen bằng cách sửa đổi những thỏa thuận quốc tế hiện có về việc tiếp cận khu vực này. Đặc biệt, ông Patrushev cáo buộc Mỹ và NATO đang tìm cách sử dụng những tuyến đường thủy nội địa của châu Âu cho mục đích quân sự để tạo điều kiện tiếp cận Biển Đen. Cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga lưu ý rằng những ý định như vậy sẽ gây nguy hiểm cho sự cân bằng chiến lược hiện có trong khu vực và chắc chắn làm căng thẳng gia tăng đáng kể. Công ước Montreal quy định về việc đi lại qua eo biển Boros và Dardanelles, đồng thời hạn chế sự hiện diện của tàu chiến từ những quốc gia không có quyền tiếp cận Biển Đen. Phía Nga đã bày tỏ lo ngại về khả năng sửa đổi công ước và cảnh báo rằng một bước đi như vậy có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với an ninh của toàn bộ khu vực Biển Đen. Công ước Montreal là một thỏa thuận quốc tế được ký vào năm 1936 tại thành phố Montreal của Thụy Sĩ, quy định việc đi lại của các tàu quân sự và thương mại qua eo biển Barbaros cũng như và Dardanelles nối liền Biển Đen và Địa Trung Hải. Văn bản này trao cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền kiểm soát eo biển và được phép điều chỉnh việc đi lại của tàu chiến nước ngoài trong thời bình cũng như thời chiến, đảm bảo sự cân bằng lợi ích của các nước trong khu vực Biển Đen và cộng đồng quốc tế. Việc đi lại vẫn hoàn toàn tự do đối với tàu buôn, nhưng đối với tàu quân sự của các quốc gia không thuộc Biển Đen có những hạn chế được đặt ra liên quan đến trọng tải và thời gian lưu trú trong vùng biển này. Trong cuộc họp giao ban sáng ngày 1 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột, bao gồm Israel, Iran, Liban và các bên khác. Do đó, nếu những nỗ lực của Nga có hiệu quả, Moscow sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah. Trước đó, Newsweek dẫn nguồn các phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin Israel nhờ Nga làm trung gian đàm phán hòa bình với Hezbollah. Cổng thông tin Asad al-Assad của Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng ngoài ra, Israel còn yêu cầu Nga tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Liban đang được phát triển với sự hỗ trợ của các cố vấn của Tổng thống Mỹ Amos Hochstein và Brett Bago. Theo hãng thông tấn TASS, chính phủ Liban đang nỗ lực ngăn chặn những hành động quân sự của Israel và kỳ vọng tình hình sẽ sớm thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Liban Najib Mikati bình luận, "Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong những ngày tới." Thủ tướng Najib Mikati cũng tiết lộ đã trao đổi điện đàm với điều phối viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ về cơ sở hạ tầng toàn cầu và an ninh năng lượng Amos Hochstein. Về nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Najib Mikati nhận định nghị quyết này là cứu cánh đối với Liban vì sẽ mang lại sự ổn định lâu dài ở miền nam đất nước. Thủ tướng Najib Mikati nhấn mạnh, nghị quyết cần phải được thực hiện đầy đủ và quân đội Liban phải kiểm soát khu vực phía nam ngay sau khi các lực lượng Israel rút lui. AP thông tin thêm, Mỹ và các quốc gia trung gian khác đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột ở Liban, trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn đình trệ suốt nhiều tháng do các bên liên quan chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Một số quan chức nắm rõ thông tin đàm phán tiết lộ,
đề xuất chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah, kêu gọi ngừng bắn trong 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, lực lượng Israel sẽ rút khỏi Liban và Hezbollah sẽ chấm dứt sự hiện diện vũ trang dọc theo biên giới phía nam Liban. Tuy nhiên, Israel khó có thể tin tưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và quân đội Liban trong việc ngăn Hezbollah hiện diện tại vùng đệm được tái lập ở quốc gia Trung Đông. Tel Aviv muốn có quyền tự do tấn công Hezbollah trong trường hợp cần thiết, trong khi giới chức Liban muốn Israel rút hoàn toàn lực lượng. Ở diễn biến liên quan, tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố phong trào này sẽ không cầu xin ngừng bắn, đồng thời nhận định sẽ chấp thuận nếu Israel chấm dứt các hành động quân sự, nhưng theo những điều kiện Hezbollah cho là phù hợp.